Xin chào các em, cô là cô Nguyễn Thị Thúy Kiều, giáo viên trường tiểu học B Vĩnh Thanh Trung. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học môn toán bài luyện tập trang 171. Bắt đầu chúng ta sẽ có phần khởi động. Ta sẽ tham gia trò chơi Ai đúng hơn. Câu 1. Vận tốc bằng A. Quãng đường chia cho thời gian. B. Quãng đường nhân với thời gian. C. Quãng đường cộng thời gian. Các em có 10 giây để suy nghĩ làm bài. Hết giờ, đáp án đúng của chúng ta là đáp án đa. A. Vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian. Chúng ta sang câu 2 nhé. Câu 2, quãng đường bằng A. Vận tốc chia cho thời gian. B. Vận tốc nhân thời gian. C. Vận tốc trừ đi thời gian. Có 10 giây để suy nghĩ trả lời. Hết giờ, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Chúng ta sang câu 3. Thời gian bằng A. Quãng đường nhân với vận tốc. B. Vận tốc chia cho quãng đường. C. Quãng đường chia cho vận tốc. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Đáp án đúng của chúng ta là câu C. Thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc. Chúng ta đến câu số 4. Bài toán ngược chiều gặp nhau. Thời gian gặp bằng A. Quãng đường chia tổng vận tốc. B. Quãng đường nhân với tổng vận tốc. C. Tổng vận tốc chia cho quãng đường. Thời gian suy nghĩ của các em bắt đầu. Thời gian gặp bằng quãng đường chia tổng vận tốc. Chúng ta đến câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5. Bài toán cùng chiều đuổi kịp nhau. Thời gian đuổi kịp bằng A. Khoảng cách ban đầu nhân hiệu vận tốc. B. Hiệu vận tốc chia khoảng cách ban đầu. C. Khoảng cách ban đầu chia hiệu vận tốc. Thời gian suy nghĩ của các em bắt đầu. Chúng ta là câu C. Thời gian đuổi kịp bằng khoảng cách ban đầu chia hiệu vận tốc. Chúng ta đã xong phần khởi động. Bây giờ lớp chúng ta cùng nhau vào bài tập nhé. Đầu tiên là bài tập 1. Có 3 câu hỏi. A. Tìm vận tốc của một ô tô, biết ô tô đó đi được 120 km trong 2 giờ 30 phút. Chúng ta cùng nhau làm câu A trước các em nhé. Bài toán cho biết gì? Quãng đường bằng 120 km và yêu cầu chúng ta tìm vận tốc ô tô bằng bao nhiêu km trên giờ. Các em hãy suy nghĩ và làm bài. Câu A của chúng ta cần phải đổi 2 giờ 30 phút bằng 2,5 giờ. Vận tốc của ô tô là 120 chia 2,5 bằng 48 km trên giờ. Ta sang câu B. Bình đi xe đạp với vận tốc 15 km. Trên giờ, từ nhà đến bến xe mất nửa giờ, hỏi nhà Bình cách bến xe bao nhiêu km. Bài toán cho chúng ta biết là vận tốc là 15 km trên giờ. Thời gian nửa giờ, chúng ta cần tìm ra bao nhiêu phút. Và yêu cầu chúng ta tìm quãng đường từ nhà Bình đến bến xe là bao nhiêu km. Thời gian suy nghĩ làm bài của các em có thể làm bài trên giấy.
Cách làm của bài B. Đổi nửa giờ bằng 0,5 giờ, quãng đường từ nhà Bình đến cách bến xe là 5 x 0,5 bằng 7,5 km. Ta sang câu C. Một người đi bộ với vận tốc 5 km/h và đi được quãng đường 6 km. Hỏi người đó đã đi trong thời gian bao lâu? Bài toán cho chúng ta biết vận tốc chính là bằng 5 km/h, quãng đường 6 km/h. Bài toán hỏi thời gian là bao nhiêu giờ? Chúng ta cùng nhau làm bài. Thời gian người đó đi bộ là 6 chia 5 bằng 1,2 giờ. 1 giờ bằng 1 giờ 12 phút. Chính là chúng ta đổi 1,2 giờ bằng 1 giờ 20, 12 phút nhé các em. Bài tập 1 chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta sang bài tập 2. Yêu cầu bài tập 2 như sau. Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 90 km. Hỏi ô tô đến B trước xe máy bao lâu? Biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy. Chúng ta cùng nhau làm bài nhé. Bài toán cho chúng ta biết điều gì? Quãng đường là 90 km, thời gian là 1,5 giờ, vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy và hai xe cùng xuất phát từ A đến B. Bài toán yêu cầu chúng ta tìm thời gian ô tô đến B trước xe máy. Các bài này các em có thể giải như sau. Vận tốc của ô tô là 90 chia 1,5 bằng 60 km/h. Vận tốc của xe máy 60 chia 2 bằng 30 km/h. Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB 90 chia 30 bằng 3 giờ. Ô tô đến trước xe máy khoảng thời gian là 3 trừ 1,5 bằng 1,5 giờ. Đáp số 1,5 giờ. Các em đã nắm bài làm này chưa? Chúng ta sang bài tiếp theo nhé. Đây là bài số 3. Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180 km. Tìm vận tốc của mỗi ô tô. Biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ B. Các em hãy cho cô biết bài toán cho chúng ta biết gì? Chính là cho chúng ta biết thời gian gặp nhau bằng quãng đường chia cho tổng vận tốc. Còn tổng vận tốc sẽ bằng quãng đường chia cho thời gian gặp nhau. Và quãng đường thì bằng tổng vận tốc nhân thời gian gặp nhau. Đó là những cái điều để chúng ta có thể làm được bài giải này. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài. Giải tổng vận tốc của hai xe 180 chia 2 bằng 90 km/h. Vận tốc của xe đi từ A 90 chia tổng của 2 + 3 nhân với 2 bằng 36 km/h. Vận tốc của xe đi từ B 90 trừ 36 bằng 54 km/h. Đáp số ô tô A. Ô tô đi từ A với vận tốc 36 km/h. Ô tô đi từ B với vận tốc 54 km/h. Các em đã nắm bài tập 3 này chưa? Rồi, các em về nhà cần phải ghi nhớ các kiến thức vừa học, chuẩn bị cho bài sau, bài luyện tập trang 172. Cô chúc các em học tốt. Tiết học chúng ta đến đây là hết rồi.
Xin tạm biệt, chào các em.